Kênh Đồ Lính Mỹ xin chào các bác. Hôm nay thứ tư ngày mùng 4 tháng 10, em lại lên với các bác như mọi ngày. Đồ Lính tổng hợp có gì lên đó các bác, thập cẩm đẹp có, xấu có, đắt có, rẻ có. Các bác chọn được mã nào nhớ lại số điện thoại giùm em nha, 0903 145965. Gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em ship hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Em lên tổng hợp có gì lên đó các bác. Em này không có thời gian để soạn đâu, cho nên là cứ thập cẩm thôi các bác. Đầu tiên em lên với các bác cái quần màu vàng cát mới 100%. Chuẩn Mỹ các bác, chuẩn Mỹ nha, màu vàng cát chuẩn Mỹ mới 100%. Size bao nhiêu? Size 32 regular ha, 32 regular fly in crop. Rồi mắt in with A ha, mắt in with A, size 32 regular. Rồi 65% poly, 35% cotton nha. Chất vải nó đây các bạn, chất vải nó cũng thô nghe các bạn, dạng chất vải thô đấy. Rồi hàng khui kiện thì nó hơi nhăn thôi, về các bạn là sơ giùm em vậy. Khóa YKK, quần mới còn táp luôn nha các bác, mới 100%. Cái này nó chỉ có một cái túi bên hông thôi, và hai cái túi trước thôi các bác, hai túi trước và một túi bên hông thôi nha. Nó bên này nó không có túi và nó không có túi sau. Kiểu này cũng khá là lạ, nó kiểu nó giống như quần Âu nhưng mà nó có cái túi hộp bên hông. Em nó bị dẹp cái này, các bác đợi em tí. Ok các bác. Rồi không có gì để mô tả ha, bởi vì nó mới 100% thì không có lỗi lầm. Rồi các bác nhìn cái form, nó chỉ có một túi bên hông thôi, mới 100% chuẩn Mỹ nha. Túi nó có hai ngăn riêng biệt nha các bác, một ngang ở đây và một ngang bên này. Rồi ok ha, may được khá chất lượng nha các bác. Cái này nó chưa lên like, thường nó may giống như quần Âu đó các bác, các bác mua giống như quần mình, quần Việt Tiến mình mua cũng vậy, nó cũng chiều dài nó để vậy sẵn rồi, khi mình thử dài bao nhiêu mình mới lên like ha. Việc cái like này nó cũng vậy ha các bác. Rồi em đo, eo 82 các bác, kéo căng ra tấm chưa gài này. Eo 82 kéo căng thì 84 83 đây các bác, 82 kéo căng 83. Rồi cái này thì chưa lên like cho nên nó dài lắm, dài 117 nha. Về các bác dài bao nhiêu các bác lên like sau. Ống của nó 23. Rồi một cái ok, cái này đầu like em bán. Mới cứng 100% nghe các bác. Rồi 450 ngàn đầu like. Mới 100% thì chắc chắn là không có tì vết rồi, chưa sử dụng nghe các bác. Còn táp giấy, còn tem, còn mát, chưa lên like. Chuẩn Mỹ ha, Max in USA, size 32. Rồi cái này thì chuẩn Mỹ thôi, còn chắc của hàng thương mại hay là của gì thôi, không phải của lính đâu nghe các bác. Mã số 68, 450 ngàn. Rồi ok các bác. Cái thứ hai,
À, em có một cái vàng cát này. Hôm qua em lên một cái này phải cả gần 10 bát chốt. Và bữa nay em lục ra được một cái này. Cái này thì như size nó nhỏ hơn chút. Cái hôm qua như size bốn mấy, cái này nó bay chữ hết rồi. Cái hôm qua như 46 luôn. Cái này nó bay là cái này chắc nhỏ hơn cái này tầm 40 thôi. Cái này thì nó còn cả tem nghe các bác. Áo khoác mỏng của Hải quân nha. Cái này của Hải quân nghe các bác. Không biết phải của Học viện Hải quân hay không. Nói tóm lại là của Hải quân, nó cũng là hàng cấp phát. Có thể của Học viện Hải quân. Rồi, nó cũng một lớp mỏng thôi, phía trước thì nó hai lớp nha. Rồi. Chất vải poplin nha các bác. Chất vải poplin, màu vàng cát nha. Màu vàng cát. Đây ánh đèn nó hơi chói tí. Ở ngoài nó đúng màu vàng cát nha các bác. Chất vải đây. Rồi, khóa ta lon luôn nha. Khóa ta lon nha các bác. Ok. Rồi, chân khóa còn tốt. Rồi hôm qua bác nào chốt hụt thì chốt. Nếu mà vừa con này chốt giùm em ha. Con này thì không dơ không bẩn, sạch sẽ luôn nha. Cổ không tì vết. Rồi tem vẫn còn. Ok. Cái này thì nó bị dính giống như dính mực. Anh này anh bỏ vít bên trong nó dính mực thôi. Nhưng mà bên trong thôi nha các bác. Này người ta đã giặt rồi cho nên nó không có bị loang ra thêm đâu. Nó chỉ bên trong thôi. Còn bên ngoài là không không tì vết luôn nha. Bên ngoài là không dính gì đâu nha các bác. Bên ngoài không bị ha, chỉ bị mỗi bên trong thôi. Rồi cái này nó mất cái size, cái size nó mờ cho nên không thấy, chứ còn lại cũng độ mới nó cũng 95%. Chỗ này cũng hơi dơ dơ tí nữa, hơi ố ố dơ dơ rồi cũng mờ thôi nghe các bác, cũng mờ thôi. Rồi nút tay thì còn, rồi nút tay còn nha. Còn cái nút đai này nó bị mất, nó mất một hột. Cái này nó đai tăng giảm đó các bác, nó mất một hột. Bên này nó mất cả hai hột. Cái lông đèn bên trong thì nó vẫn còn. Cái quay cổ cũng còn ha, nút cổ quay cũng còn. Rồi bây giờ về các bác, đây là nút tăng. Cái này thì nó hai hột, nó tăng giảm. Về các bác thấy hột nào mang vừa thì mình xài một hột thôi. Còn một hột mình gỡ ra mình đính vào đây giùm em nha. Về gỡ ra đính vô mày, hoặc là các bác lấy em đính luôn cho đó. Nếu mà nút giống vậy thì chỉ có gỡ cái nút tay ra nó giống thôi, còn không thì phải làm nút khác. Nhưng mà tay hai hột là mình thường mình xài có một nứt thôi, cho nên là xài một hột cũng được các bác, nó chỉ thiếu có một hột đó. Ủa, con gỡ cái hột này, gỡ cái hột này đính qua dưới cũng được, tại cái này ít khi nào xài đúng không. Rồi các bác về xử lý giùm em, hoặc là muốn xử lý thì báo em nha. Rồi cục size này chắc nhỏ hơn qua, size này tầm 42 rồi các bác. Rồi ok ha, các bác thích ôm thì mình siết cái tăng đơn này lại về một lúc qua. Rồi cỡ như em mang vừa y luôn các bác. Rồi các bác từ 63 đến 73 ký ha, 63 đến 73 và cao 1m68 đổ lại. Chú ý là nó ngắn nha, cái lưng đó, cái lưng lai sung đai sườn thì thường là nó ngắn chứ nó không dài. Cho nên các bác chú ý cái chiều dài ha. 1m6 đổ lại. Nó lịch sự đúng không các bác? Cái màu này là đắt nhất nha các bác. Màu này là đắt nhất. Màu vàng cát. Các bác thấy lên áo nó đơn giản thôi đúng không các bác, nhưng mà nó lịch sự ha, dễ mang, nó mỏng, một lớp mỏng thôi. Vải poplin. Rồi. Ok nghe các bác. Đó, nó nói chung là không lỗi gì hết nha, 95% nó mất một nút thôi, cái đó thì dễ rồi. Ok, bác nào vừa ý chốt cho em con này 700.000. 700.000. Cái này size nhỏ hơn cho nên em bán đắt hơn con hôm qua 50.000. Ok. 700.000, bác nào vừa ý chốt cho em cái mã 69 ha. Vai 50.
Tây 62. Dài 58 nha các bác. Mã số 69, 700 nha các bác. Cái này hôm qua em lên thị 10 bác chốt. Cái hôm qua thì 10 bác chốt còn. Mà bây giờ không biết gọi cho bác nào thấy vừa bác nào hôm qua chốt cục thì chốt lại con này nè. Ok. Các bác có thể ghép bộ được. Nó không có giống vải đâu nha, nó cũng màu nó cũng tương tự thôi, cái quần đầu lai em lên. Đó, nếu mà mặc nguyên bộ có thể ghép được tỷ lệ 90, chất vải nó cũng khác nha. Nhưng mà tỷ lệ màu nó đồng 90. Bác nào nếu mà chốt đó, nếu mà thấy hợp lý thì chốt cả bộ, con không chốt lẻ vẫn được nha. Rồi. Tiếp theo em lên. Rồi, áo pháp đi các bác. Ủa, cũng có bác kia dặn ha, sẵn em lên luôn. À, có hai cái thôi. Một cái áo phiêu và một cái áo satin. Tạm gọi là vậy ha, một cái áo phiêu của Pháp và một cái áo satin của Pháp. Cái này nó giống như áo đại, tạm gọi là áo phi la kết của Pháp nha. Này size 92C. Mà thường màu của Pháp thì nó hơi sầm sầm. Đó. Chất vải nó cũng satin đó nha các bác. Ami phan xe ha. Chuẩn có phát đến Pháp nha. Đó. Cái này dòng này thì nó túi nó nổi ha, dòng túi nổi. Rồi, có cả yếm bên trong luôn. Có yếm bên trong luôn nha. Chuẩn có phát đến Pháp 570 nha các bác. Basic 570 ha. Rồi. Ok, độ mới 94%. Cái màu thường đồ của Pháp thì cái màu nó vậy thôi, chứ còn độ mới còn ok nha. Nó phải 94 khỏe đấy. Cho 93 đi. Chứ đúng ra nó 94 khỏe. Cái màu thường cái màu của Pháp thì nó sậm màu chứ không có tươi. Cho nên nhìn nhiều khi mình cảm giác nó độ mới nó sẽ thấp hơn chút. Cho nên em cứ đánh giá 93.5%. Nhưng thực chất là nó cao hơn đấy. Có cả quay cổ ha. Các bác mặc đồ lính Pháp là các bác biết cái màu của nó là như vậy nghe các bác. Còn ok đấy. Có cả cái thun bên trong nha. Đó. Gài như này nè các bác. Các bác đi xe rồi nó chạy xe gió nó đỡ luôn vô. Ví dụ vậy ha. Đó. Cái này của lính nó làm giống như chống côn trùng hay gì đó. Kể cả cái yếm này cũng vậy nè các bác. Chống côn trùng rồi nó bò vào đó. Rồi, ồ cái này size này size của số đông nha các bác. Rồi, đúng size của em. Các bác từ 60 đến 70 thôi. À, 72 được, cái dây rút nó hơi siết lại để em chút. Rồi, cao 1m72 đổ lại, có cả chữ A rồi luôn nha các bác. Tay giống y như áo 143 luôn nha. Rồi, ổn không các bác? Rồi có thể gài kính lên. Có thể dựng cái cổ lên nè, nó có cái quai bắt qua cũng được nè. Nhưng mà thôi mình mặc vậy thôi. Ok nghe các bác, 1m72 đổ lại. 1m72 đổ lại. Cái này đúng size của em luôn. Và 60 đến 70 cân. Để em nới cái dây ra coi nó thêm được bao nhiêu phần. Cái này nó hơi siết cái eo, nó chắc là 72 cân được. Có cả dây rút dưới luôn nha. Có cả dây rút dưới lai á các bác. Siết lại mình bo lên giống như áo 165 mình bo lên cũng ổn đấy các bác. Đó, mình bo lên gọn gàng đúng không các bác? Ok ha. Rồi các bác thích bo thì bo lên. Tay thì có thể gài lại giống bên này, nó có hai ngứt. Áo không lỗi lọc, sạch sẽ nghe các bác. Chỉ việc về giặt sơ cái là mang thôi, không dơ, không bẩn, không lỗi lọc. Độ mới 93.5%. Ổn đây các bác. Cái này là áo, nó dạng là áo jacket đấy, jacket của Pháp nha. Chuẩn lính Pháp nha các bác. Rồi,
Ok, đây cái dây eo nó. Đây dây eo nó hơi siết lại tí để em nới cái dây ra. Rồi, nới ra được 72 kg khỏe các bác. Nới ra 72 kg mang vẫn được ha. Nhưng mà hơi ôm thôi, 60 đến 70. Rồi, cứ cứ vậy đi ha. Bên này nó tuột cái dây vô trong tí. Nó tuột cái sợi dây vô tới đây. Này để kiếm cọng kẽm móc ra lại. Dây thì còn nha. Rồi. Ủa cái áo ổn đó nghe các bác. Áo cũng không lỗi lọc, có cả đắp cùi chỏ nữa. Nó cũng là chiếc vải saten đấy, saten của Pháp nha. Rồi, tem còn rõ đây. Ami Phan-xe. Rồi, màu của nó đây. Cổ nó cũng không có tì vết nha các bác, không có nếp mồ hôi luôn nha. Rồi, nói chung là không lỗi lọc. Hai dây kéo bên này. Dây kéo đồng luôn ha. Rồi hai túi. Ok, rồi. Giá 400 ngàn. Hợp lý không các bác? Hợp lý ha, 400 ngàn không tì vết. 400. Cái này áo khoác mà sao 400 ta? Vai 45. Vai 45 tay 61. Dài 80 nha các bác. Dài 80. Rồi, 400 ngàn. Mã số 70. Hợp lý các bác ha. Rồi, tiếp theo cái pháp này nè. Cái này thì còn mới. Cái này thì mới. Cái này là áo saten. Saten của Pháp nha các bác. Còn cái nãy thì nó giống jacket thôi. Tem nó bứt đi. Nó bứt cái tem rồi nha. Nhưng mà còn mới lắm. Cổ thì nó bụi bụi thôi, không có nếp nha. Cái màu màu này có vẻ nó tươi hơn. Ok không các bác? Nguyên dáng này. Cái dáng này nó may thêm thì phải nha các bác. Cái này không phải là zin đâu nha, cái này là người ta may vô thêm đó. Zin nguyên bản của nó là cúc bấm này, nó còn cúc ở trong nha. Còn cúc ở trong chứ không phải mất, nó không phải mất đâu nha, nó vẫn còn. Các bác về không thích thì gỡ cái miếng dán này đi thôi. Cái này là người ta may vô thêm nha, chứ không phải zin nữa đâu. Nút zin nó là cúc bấm, nó có hai ngứt ở đây. Vẫn còn nha, nút vẫn còn. Rồi bên này cũng vậy vẫn còn, các bác về tháo ra thôi. Cái này chỉ có tháo vứt vứt cái miếng dán này đi thôi. Theo em nhiều quá, nó cái dán thì nó tiện thôi, bấm rồi nhiều khi nó lâu, nhưng mà theo em là cái tháo ra đi các bác, còn lại nó mới lắm. Ủa cái này nó mới ken các bác, mới lắm nha, nó xé cái tem đi. Rồi cái này có yếm luôn nha, có cả yếm luôn nha, chuẩn lính Pháp đó nha các bác. Cái này cũng còn mới lắm, mới lắm nha. Này phải 96.5%. Này thì bụi đất, miếng bụi thôi nha. Cái này đất giống như đất đỏ nó dính vô. Bao ra cho các bác ha. Rồi. Cái này cũng 400 luôn. Trời. Một nút nó nứt sẵn rồi bác, đụng vô là nó bể. Rồi, ok. Rồi 1 mét mét 65 đến mét 72. Rồi 60 64 đến 7 7 73 ký. 65 đi ha, 65 đến 73 ký. Ok các bác. Mới lắp cái này mới. 400 luôn nha. Lính Pháp nha các bác. Áo lính Pháp. Nó bị bẻ một nút. Các bác lấy thì để em đính cho. Để em kiếm một nút dự phòng em đính ở đây. Lấy một nút ở trong này em đính xuống nha. Như nó nứt sẵn rồi, đụng như nó bẻ đó thôi.
cái nút trong này là gài cái yếm này các bác. Nhưng mà bây giờ lấy cái hột nút này, em lấy hột nút này em đính ra ngoài, còn bên trong này em sẽ đính hột khác vào ha. Yếm thì cũng ít xài, như lại bên trong này có thể nút khác được. Mới lắm nha, cái này mới. Cái màu nó sẽ xanh hơn những cái áo khác. Rồi vai 47. Tay 60. Và dài 73 nha. 400.000. Mã số 71. Rồi tiếp theo. Rồi em lên một cái áo khoác, một cái áo ấm của châu Âu này, giống như của Đức hả, chữ giống chữ của Đức rồi phải, Stuttgart nè bác. Rồi của Đức nha, chắc chắn là của Đức, nhưng mà chắc này không biết của cảnh sát hay của lính hay của thương mại. Rồi ok, áo của Đức nó giống áo cảnh sát Đức đấy các bác. Ủa cái này như bữa em có lên cái y chang nè. Đúng rồi các bác, chính xác nha, áo cảnh sát Đức. Bữa hôm em có lên một cái mà nó còn cái cổ bằng nỉ ở đây nè. Cái cổ nỉ tháo rời đó các bác. Đây nè, nó có nút mình tháo rời nha, nhưng mà cái cổ đó nó mất rồi. Đó, nó có cái cổ bằng nỉ len á, là mình gắn vô thêm thì nó dày, cái cổ nó ấm hơn, giống như cổ lông á, nhưng mà cái đó bằng nỉ chứ không phải bằng lông. Hay bằng len gì đó em quên rồi. Nó có cái nón bên trong nha. Cái nón có cái nón. Rồi. Rồi lót bên trong cũng chừng chám nha, chừng bông. Rồi size 56. Màu cái màu này gọi là màu gì? Màu xanh Heineken đó các bạn, xanh ve chai ha. Rồi nó có cả cái bo bên trong nha. Cái bo này bị dơ hay bị phai đấy, bị phai đây. Bo này phai màu chứ không phải dơ đâu nha, nhưng mà bên trong này chắc cũng ổn đúng không? Chỗ này hơi ma sát tí mờ mờ. Rồi đây nè, cái này nó dính này bao ra nghe, em cạo nó ra nè, dính đứt chứ hả, giống như người ta đi sình ra đứt, người ta văng dít lên nè, ra nghe các bác, cái này bụi đứt thôi, bao ra nghe. Rồi còn lại là không lỗi lọc. Ấm nha các bác, cái này ấm. Rồi nó có cả cái bo bên trong. Cái này áo cảnh sát Đức đấy. Tại bữa hôm cái áo kia nó còn cả cái tem của cảnh sát. Cái này form dài, khóa 2 chiều. Rồi, ok. Cái này nó tuột thì em đạp cho các bác. Nó tuột thôi nha. Cái này em sẽ đưa thợ đạp lại dính lại thôi, không vấn đề đâu nha, nó tuột đường chỉ thôi. Đây nè, đạp lại thôi, em sẽ bao đạp cho các bác. Rồi nó đi vướng thì mình kéo dây kéo lên. Thường áo dài là khóa nó hai chiều, bởi vì nhiều khi đi nó vướng á, mình kéo lên, nhưng mà còn ít ai kéo đi cũng không vướng thôi. Rồi áo form dài nha, 70-80 đến 90 kg. Rồi cao 1m68 trở lên, form dài nha các bác. Áo cảnh sát Đức. Rồi áo còn ok, không lỗi lầm nha. Này nó tuột thì em đạp sạch chứ không lỗi đâu. Rồi bo thì có chỗ nó hơi phai màu tí ngay đây, 95%. Đây nè các bác, đây nè, cái tem cảnh sát Đức nó nằm ở đây, người ta tháo rồi. Bữa hôm em có bán cái này, nhưng cái bo nó còn cả cái cổ liền ở trong. Rồi cái này em bán, cái này thì nó không còn khá ha, còn phải 95%. Này em bán 400.000 các bác. Cái này vào mùa các bác mang ấm nha, giá hợp lý. 400.000. Áo cảnh sát Đức nha các bác. Vai 60 nè. Cái vai này nó hơi xệ. Này nó cũng hơi to. Tay 66. Và dài
dài 85 nha, 400.000 đồng. Mã số 7 ha. Rồi. Tiếp theo em lên nó lộn xộn hết các bạn. Rồi, tiếp theo lên một cái quần mưa. Cái màu này nó cũng đẹp lắm, cái màu này ra nắng nó ngả màu nghe các bác. Cái này quần gió thôi các bác. Nó tạm gọi nó là quần gió đó nha, màu màu xanh chất ngựa nha. Cái này nó cũng kháng nước nha. Này kháng nước nhưng mà nó mưa to có thể nó sẽ thấm đó. Cái này nó cũng phủ một lớp PVC bên trong. Nhưng mà những đường may thì nó cuộn nó không ép xịt, mưa to nó cũng có thể thấm nha. Tạm gọi là quần gió đó nha các bác. Rồi cái này của châu Âu nha, cái này quần châu Âu. Đời 88 luôn nha các bác, ngày 9 tháng 5 năm 1988. Cái này chắc của lính, có thể là của lính đấy. Nhưng mà không biết là của con lính nào thôi. Tóm lại là của châu Âu ha. Style Italia, cái này chắc của Ý. Đúng rồi các bác, cái nút này. Nó nút nó giống mấy gao lính Ý. Đúng luôn ha, cái này lính Ý đó nha các bác. Rồi hai bên nó có dán nè. Gỡ từ trên xuống dưới ra được nha. Chỗ này thì nó hai lớp. Còn bên trong nó có chiếc chán nhựa rồi. Ồ, còn garanti luôn nè nha. Cái này này còn cả garanti đấy. Cái màu nó đẹp lắm các bác. Cái màu các bác ra nắng á, nó ngả màu. Đây nè, các bác thấy không? Đó, chỗ này nè. Các bác nếu mà ra nắng mà mình nghiêng nghiêng là nó ngả màu giống mấy áo G8 xịn đấy các bác. Giống mấy áo G8 mà hàng cấp phát á, là các bác ra nắng là nó ngả màu, nó vàng vàng. Còn nhưng mà cái này thì cái màu nó đậm hơn. Rồi, ok. Ok ha, không lỗi lầm. Rồi quần lính Ý ha, like ở dưới nó hơi sờn sờn tí. Hơi sờn cũng nhẹ thôi các bác, nó bán 300 ngàn nha. Rồi cái này eo thì tầm 90, kéo căng ra thì tới 110. Nói chung eo các bác phải 90-95, trên phải 95 nha. Eo phải 95 trở lên đây các bác. Em lên chắc vài cái đồ mưa đi ha. Dài 106 nha. Nói chung cái này eo các bác 95, 90 cũng được. Ống 26 ha, cái này nó bằng thun, không biết có rút lại được không? Không được. Các bác muốn rút các bác phải gạch cái lỗ ra mới rút cái dây thun ra được. Rồi em bán 300.000, mã số 73. Rồi em lên vài cái mưa. Rồi nó có cái lót áo nó cũng như của Ý luôn được phải. À, như có cái áo lính Ý đâu. Rồi, có cái lính Ý em lên luôn. Rồi cái áo này, cái lót áo này cũng của lính Ý luôn đây các bác. Không biết nó có phải đi theo bộ của con này không. Nói chung là thôi, em bán lót rồi. Các bác về mặc không thôi, hoặc làm lót bên áo bên trong nha. Cái bo này nó lỗi hết rồi. Bo nó nổ rồi nha các bác. Rồi bo cổ rồi cũng nổ rồi. Nó nổ rồi nha. Cái này về các bác lấy vải thôi, hoặc là mặc không rồi thôi. Mặc ngủ cũng ok nha. Nó năm 95 nha các bác. Ngày 5 tháng 9 năm 95. Của Ý không hay sao mà thấy cái nút nó giống mà không biết. Cái này là cái lót áo thôi. Nhưng mà mình về mình mặc, mình mặc về cũng ok đúng không các bác? Khoác không vậy cũng ổn chứ. Các bác thấy form dài nha. Ồ, các bác thấy cái này thì mình mặc không thôi. Cái này nó là cái lót nhưng mà bây giờ mình mặc không thôi. Cũng hay đấy các bác, nó nhẹ nhàng. Nó mỏng, tức là nó có bông ở giữa mà nó vừa nó không dày lắm. Mình khoác nhẹ thôi cũng ổn, nhưng mà lỗi bo nha. Lỗi bo. Đó, các bác về
mình mang thì cũng được, không vấn đề đâu. Cái áo thì nó còn mới lắm, nhưng cái bo thì nó nổ bo tay, nổ bo cổ. Em bán 250 ngàn. Ồ, khoác vô nhìn cũng ổn đấy chứ, đúng không các bác? Rồi có dây rút eo nè, cái này cái lót, mặc dù lót nhưng mà nó vẫn có nút gài nha, mình gài được nha các bác. Này nó có lỗ nắp, nắp nó hở nha, cái nắp nó hở chứ không, nó không liền đây. Rồi các bác từ 62 đến 73 kg, 75 kg cũng được, nhưng mà mặc rộng rộng chút cũng được các bác, như em là vừa y đấy. Rồi còn cao thì ta mét 65, mét 75, mét 60 cũng được. Này form nó dài nha, dài gần tới gối là đấy, cũng ổn đấy chứ các bác. Rồi 250 ngàn, 250 ngàn ha, khoác khoác thả thì cũng ok, nó thay đổi các bác, mình mặc không thì cũng hay đúng không? Rồi nó chỉ nổ bo đây nghe, chứ cái áo nó còn mới lắm. Đây, hàng xưa, cái này thì giờ 95 thì cũng không xưa lắm. Nhưng mà bo thì thường nó bằng lông, chất liệu lông cừu nên nó dễ bị nổ hơn. Rồi, nó có mấy cái lỗ gì đây. Rồi, về còn không về các bác lấy cái vải, các bác may bọc gối hay may gì cũng ngon này. Bên trong, chừng bên trong bên ngoài giống nhau nha. Rồi 250 ngàn, mã số 74. Em đo. Rồi, đợi chút em lên vài cái áo body suit mưa và body suit ấm nha các bác. Ủa, cái thước dây rồi em lại quăng đâu nữa rồi. Ủa, các bác đợi em tí. Ok ha. Kỳ ta. Em like, em đứng một chỗ em like rồi nhưng mà cái tật là cứ nó lạc đi đâu á, nó hay bị các bác. À đây. Mất thời gian các bác ha. Rồi, em đo. Vai 45 nha. Tay 65. Này dài nha, dài tám mấy 90 tí. 89 luôn. Rồi, 250 ngàn mã 74. Rồi. À còn cái lính ý lên luôn rồi, em lấy áo mưa. Rồi, một cái áo lính ý. Italia. Rồi ok các bác. 300 ngàn. Mã số 75. Nó có eo nè, à, nó có thun với eo, mình không thích mình có thể gỡ ra đi. Không thích mình cắt cái dây thun bên trong nó thẳng ra. Rồi các bác từ, nếu kéo thẳng ra thì đó, nó tới, nói chung là từ 65 đến 75 nha. Còn các bác tháo cái dây thun ra, các bác 80 kg cũng được. Nhiều quá không thích thun nó về tháo ra đúng đi. Theo em là tháo ra đi. Chung từ 68 đến 80 cơ. Rồi cao 1m68 trở lên nha. Cái này gài lại thì nó gọn hơn, có a tay rồi ổn hết nha. Rồi ok. Rồi còn là hai cái pin này đây. Ok ha. Rồi mét 68 đến mét 78. Áo còn ok, 95%, 94%. Không lỗi lầm, để em kiểm tra lại. Đó, nó có hai cái thun mà. Các bác thấy không? Đây này, ở trong nó có dây thun này phải không? Nó cái này, các bác thấy không? Đó. Nó có cái đường chằng ngang, về các bác gỡ cái đường chỉ này ra đây. Gỡ cái đường chỉ đây ra là tự động dây thun nó tụt vô trong là thẳng ra thôi nha. Rồi, ổn nha các bác. Này nó hai lớp luôn nha, nó có loại nó chỉ có một lớp. Cái này phần sau nó chỉ có hai lớp nữa. Rồi, có lỗ thông nách rồi, đầy đủ ha. Có đắp cùi chỏ luôn nha. Rồi đời, đời 79 nha các bác, ngày 26 tháng 7 năm 79, lính ý nha. Rồi ok, không lỗi lọc, 94%, không lỗi lọc, không sờn không rách,
thường mấy cái áo lính ý các bác để ý mấy cái đường chỉ nó hay bị tụt lắm, sử dụng nhiều là nó hay bị tụt đường chỉ lắm, nhưng mà cái này đường chỉ còn ổn, ok hết nha các bác, chỉ còn ok, vừa nhắc ok nó bị ngay đây, tí ngay đây thôi nha. Rồi em bao đạp cho các bác luôn, nó tụt tí thôi, đó em đạp chỗ này thôi, còn lại mấy cái này ok hết nha, cái này là nó tụt chỉ thôi nha, đó em đạp lại thôi, em sẽ bao đạp cho các bác. Rồi, nó may khá là hay đấy, cái lỗ thông hơi nắp này. Rồi 300.000 nha các bác. Mã số 75. Tem dán nó vẫn còn, nó chưa may tên vô. Rồi, ổn hết nha, không lỗi lầm nha các bác. Phía sau rồi cũng vậy, ổn hết. Ok đây các bác. 300.000. Vai 49. Tay 65 và dài 82, 300.000. Mã số 75. Rồi chắc em lên vài cái áo mưa Parisi nữa nha, áo Parisi mưa. Rồi đầu tiên lên một cái áo mưa. Áo mưa này cũng nào đây, áo mưa cánh dơi nha các bác. Rồi nó dạng cánh dơi không lỗi lọc, chỗ này nó dính giống như dính keo dính gì nó dơ dơ nó hay bị tí đây thôi nha các bác thấy á. Còn mấy cái dép sim này thì nó vẫn đồng màu này. Cái này thì giống như cái keo của nó dán dính vô thôi, về chùi chắc ra thử. Cái này có khi nào nó bị vậy không? À, hết rồi, một chai này hết rồi, chai kia anh để đâu rồi. Mà cái này nó bằng cao su, nhiều khi nhỏ vô nó chảy đó các bác. À, tốt nhất là khỏi đi. À, đó nó dơ dơ đây. Ủa, về cạo ra nè các bác, cạo ra nha các bác thấy không, này chịu khó về cạo sơ ra một cái. Hoặc lấy cồn nhẹ nhẹ thôi, đừng lấy mạnh quá các bác, chùi nó bay cả cái lớp PVC luôn là tôi. Rồi, cái này nó tí chỗ đó ở đây thôi nha các bác, tí chỗ đó thôi, còn những cái lớp này nó cũng quét keo này, nhưng mà nó quét đồng màu luôn, nhìn nó thẩm mỹ nha, nó bị tí rồi đó. Nhưng mà khi các bác mang cái nón nó úp ra sau nó cũng che được. Để em coi cái này của nào, cái này thì chắc không phải của Mỹ đâu nha, nhìn nó cũng giống nhưng mà không phải. Rồi cái này không biết cũng nào, áo cánh dơi nha các bác. Ồ, ok, cái này thì của biết phải của lính hay không thôi, nhưng mà ok nha. Cái này gài nút lại nè, tay gài nút lại nha, bên hông nó có nút gài lại hết nha các bác. Rồi đây nữa nè, áo cánh dơi. Rồi ok ha, đó nó có nút gài nha, mà em khỏi gài đi. Rồi có cổ rồi, đầy đủ, không lỗi lầm nha, không lỗi lầm. Chỗ này nó hơi cái màu nó hơi xỉn xỉn màu, nó lem lem màu gì vô các bác, có thấy không? Hơi xanh xanh thôi, chứ lại nó hơi nhăn nhăn thôi, chứ còn nhìn còn ổn nha, không rách lũng, không lỗi lầm. Rồi cái này các bác làm, nói chung là áo mưa, đại khái gọi là áo mưa cánh dê. Rồi ngang 1 mét, chiều dài thì mà mét 20 nha, mét 20, nhưng mà dệt đo hết luôn á thì nó tới mét 2,3 được. Rồi cái này không biết của nào, của châu Âu thôi các bác, này chắc của châu Âu không phải của Mỹ, nhưng mà cũng khá chất lượng đấy. Cái này áo cánh dê, áo mưa cánh dê ha ha, em bán 450.000. Nút bấm nó đầy đủ ha. Cái này giống của ấy vậy ta, cái này nó giống của gì quên rồi ta,
của thanh niên tình nguyện gọi là gì các bác? À, cái tự nhiên xong quên mất tiêu ta. Đây nè, thấy cái biểu tượng các bác thấy nó giống không? Của gì ta? Thanh niên tình nguyện của Mỹ gọi là gì các bác? Em quên rồi. Nhưng mà chắc không phải đâu, thấy nó giống giống rồi chứ chắc không phải. Này chắc không biết cuộn nào rồi. Bán tu 450 nghe. Không rách lủng nha. Còn ok 92%. Hơi chăng nhanh vậy thôi. Rồi, 450.000 mã 76. Rồi, một cái. Tiếp theo. Rồi, bữa hôm em mới lên một cái cũng quá trời bác chốt. Bữa nay lên thêm, bữa nay có thêm cái này, cái này nó mới hơn luôn các bác. Cái này nó mới lắm. Này đời 64. Nút nó cũng bể. Ủa nhưng mà cái này nó cũng bị nó ố màu rồi. Hơi ố màu tí nha các bác thấy không? Hơi ố màu tí ha. Cái hộp nút nó giật mạnh nó rách rồi. Này mình về mình khâu lại được. Đây các bác về chịu khó khâu lại em nha. Nó rách ở đây, cái giật mạnh nó rách đây. Cái chỗ xẻ đó các bác, cái chỗ xẻ này. Cái này thì nhìn đó nó ok hơn. Cái kia thì bữa nó bụi bụi dơ dơ nhiều khi giặt lên này nó cũng mới đó, nhưng mà cái này thì nó sạch sẽ luôn. Sạch sẽ hơn. Bữa hôm mấy cách đây mấy ngày em có lên cả. Cái kia biết sai gì. Cái này hàng xưa nha các bác. Size 38 regular, hình như là cùng size với cái bữa hôm. Áo mưa 3 độ C. Này nó bảo quản hơi nó hơi ố ố màu. Nhưng mà cũng nhẹ thôi nha. Các bác thấy không? Em để sát vậy nè. À, cái màu nó hơi phai màu. Chỗ này nó xước một tí nè. Cái này là tháo rời được, các bác gắn quân hàm vô nha. Đó, chỗ này hơi xước một tí nữa nha. Nút bị bể rồi. Cái giờ các bác lấy này, em gửi kèm bộ nút khác rồi các bác tự khâu vô giùm em. Đó, chỗ này nó hơi phai. Hơi phai nha các bác. Đó, nó hơi phai giống như nó bảo quản lâu ngày ánh nắng nó vô các bác. Nó cũng hơi phai đây nha. Đó, nó bị xước hai lỗ, một lỗ ở đây và một lỗ ở đây. Này nó giật mạnh nó căng cái nút thôi. Áo mưa nha, 3 độ C nhưng mà các bác mặc không đi chơi cũng được. Cái này thì dơ dơ thôi, về các bác xử lý này thôi, tí với cái like này. Đó. Bên trong này các bác, những cái lớp keo nó còn ok hết nha các bác. Lớp keo còn ok ha. Nó cũng hơi nhã sơ sơ tí thôi. Này keo nó quét để nó lắp cái đường mưa thôi. Chỗ này nó hơi hở tí nha. Tí bên ngoài nó chưa rớt vô trong đâu. Những cái này, những cái đường bọ này là nó đều may keo hết. Chỗ này hơi dơ thôi. Bên trong thôi nha. Nhưng mà cái áo nó một lớp mỏng thôi. Đời, à quên, giấy khai sinh vậy. Có lỗ thông nách luôn nha các bác. Cái này nó không có nịt nha. Cái này nó mất cái dây nịt rồi. Nhưng mà nó hơi phai tí vậy thôi. Cũng nhẹ thôi. Nó mờ thôi nha các bác chứ không rõ lắm đâu. Như nó bảo quản để nắng nó vô nó ngã màu thôi. Rồi còn lại là nhìn tổng thể nó còn mới lắm nha. Nhìn nó còn mới lắm nhưng mà nó hơi phai vậy thôi. Với lại nó bị xước phía sau tí. Xước ngay đây tí nữa. Này thì nhẹ thôi. Rồi nút các bác có lấy thì em sẽ gửi kèm một bộ nút khác, bộ nút kiểu khác về các bác tự khâu giùm mẹ. Rồi 3 độ C áo mưa nha, mà mình mặc không cũng được, mặc cái này mặc đi ăn cổ cũng được nha, mà đi mưa đúng của nó đi mưa nhưng mà mình mặc đi ăn cổ cũng được.
túi luôn luôn có hai ngăn, một ngăn là thọt vào cái túi bên trong, một ngăn là bên ngoài nha. À, một ngăn là cái túi. Rồi, ok các bác, cái này size thì thường nó sẽ to. Size 38 nhưng mà thường nó hơi to nha, các bác từ 65 đến 75 thậm chí 80 cân cũng được. 70 đi, 70 đến 80 cân. Này nó có vẻ nó hơi to. Size 38 nhưng có vẻ hơi to. Thường ba DC tại áo mưa thì có thể nó phải hơi rộng tí. 70 đến 80 cân. Rồi, nó hơi phai nhẹ đó, không đáng kể đâu nha các bác, nhẹ tí đó thôi. Còn lại là đẹp nha, còn lại màu đều đẹp. Đó, với lại nó bị xước hai chỗ. Cái chỗ này nó nằm ngay cái xẻ này, ngay cái hụt nút thì về các bác nhíp lại giùm em nha. Là cái này nó ghi cái tên gì đó. Nó ghi cái tên của lính vô đây thì phải. Nhưng mà bên trong thôi nha, bên ngoài nó không có bị đâu nha các bác. Nó ghi bên trong thôi. Đó, nó bị hai lỗi đó thôi. Cái này thì các bác về cái đai, cái này nó gắn gắn mì đây vào đó các bác. Này tháo rời được nha. Này tháo rời được nè. Rồi, đó, nó dính đây, còn các bác muốn hết á. Đây, các bác kéo xuống hết đó, kéo xuống hết khâu dính lại là không thấy luôn nha. Đó, hơi tiếc tí thôi. Hơi phai tí thôi. Tất nhiên nó là lỗi rồi. Em bán à, đây giấy khai sinh của nó đây nha các bác. Chứ hàng này nó không rẻ đâu các bác. Hàng này đời 64 nha. Chuẩn có phát lính Mỹ năm 64 nha các bác. DSA 1 ha. Đời 64. Rồi. Ok, chuẩn có phát lính Mỹ nha. Bên trong là nó không dược đâu, chưa bị dược gì đâu nghe các bác. Cái này thì còn ok hết, hơi hở hở tí xíu nhưng mà vẫn chưa bị bung. Ok. Cái này đó, thực chất là nếu mà các bác xử lý ra không, kéo này xuống nó che nè. Còn cái này thì cái hụt nút về khâu lại, hụt nút nó che lại rồi. Đó, về xử lý giùm em. Còn các bác nếu mà có thẩm mỹ các bác đưa cho thợ hoặc bóp hết cho rất này lại. Ví dụ vậy. Với lại nó gài vô bên trong thì nó che vậy thôi. Đúng không? Rồi, đó, nó hơi phai nhẹ tí đây. Hơi ngã màu tí thôi ta. Hơi ngã màu tí thôi nha các bác. Rồi em bán 800 ngàn. Em sẽ gửi kèm, nó bị bể hết mấy hộp nút thôi. Bể 2 hộp thôi, 3 hộp. Các bác lấy thì em gửi kèm bộ nút khác nha. Nút kiểu, nút hoa văn nha. Nút kim loại hoa văn. Cái nút giống này thì em không có. 800 ngàn mã số 77 nha. Rồi. Tiếp theo. Rồi em lên một cái áo biệt kích. Áo mưa Bocho. Bocho này. Này biệt kích nghe bác. Áo mưa biệt kích. Đại khái vậy đi, nói chung là áo poncho, áo mưa poncho thì đúng hơn. Rồi. Đời 86 nha. Đời 86 nha các bác, DLA 100. Đời 86 ha, chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 86, tem mát còn rõ ràng ha. Cái này áo mưa. Áo mưa đó nghe các bác, mang đi mưa đó nha. Rồi. Áo còn ok nha. Sim là nó ép sim nha, công nghệ nó ép sim đều hết nha. Không có, nó không có quét keo như đời trước, nhìn nó lem thôi. Còn cái này, à cái này vẫn quét thủ công đây, bên trong thôi. Rồi, nó quét thủ công luôn nha. Mấy cái này thì nó quét thủ công thôi, nhưng mà nó nhìn nó không có bị vàng. Nhìn cái quét nó vàng vàng, nhìn nó dơ dơ. Còn cái này thì nó không có bị dơ. Rồi, ở trước nó có hai cái dây cột đen, dây nó còn chuẩn cấp phát lính Mỹ năm 86. Để em kiểm tra lỗi nha. Cái này các bác làm cái bạc được nha, làm cái lều cái bạc hoặc các bác phủ đồ được. Đúng của nó là đây nè, các bác làm lều móc vô đây, nó có nút gài nha, nút hai mặt luôn nè các bác, nút hai mặt, vừa làm lều mà vừa làm áo mưa hoặc là vừa làm bạc che đồ nha. Cái này nói chung là nó dạng bốt xô đó chứ nó không phải đăng ký. Nó bị kích thì đúng hơn. Ok.
không lỗi lầm nha các bác. Ủ sai lớn nha, cái này sai thoải mái luôn á. Cái này tem in còn rõ bưng như thế này à. Chuẩn cấp phát lấy Mỹ nha, nó bùi bùi thôi chứ còn độ muối cao, không lỗi lầm 95%, không rách lũng, không dơ bẩn nha, nó bụi bụi thôi, bụi về xịt nước sơ cái nó còn không để về mang được rồi, không lỗi lầm nha các bác. Làm lều làm bạc gì cũng được, to lắm, này xài lớn nha, này xài lớn nha các bác. Rồi nó có cái dây ở đây, ok rồi. Em đo 1.200.000, mã số 78, không lỗi lầm. Ngang của nó là 1,5 m, 1,6 m nha các bác. Ngang 1,65 m luôn, đúng rồi. Đó, nó có mặt vô là nó có nút gài nha, nút của nó hai mặt rồi. Các bác gài liền đều được nha, đều có nút hết nha. Các bác để ý nó có nút hết nha. Đó, và cái khoen này để các bác làm lều cột lên nè. Nút hết, nút hai mặt hết nha. Các bác gài được hai mặt. Rồi. Em đo lại đi, em đo cái đầu này thì ok hơn. 1,5 m nè. Cái này 55, 2,05 m. Và một chiều này là 1,65 m nha các bác. 5,5 m nè. 1,67 m. 1,67 m bề ngang, 1,67 m, còn chiều dọc này là 2,05 m ha. Rồi, sai lớn nha các bác. Ok. Rồi, đó các bác dịch giùm em ha. Chuẩn cấp phát nha các bác, đời 86 nha. Chuẩn cấp phát 586. Rồi, ok. Ok nha. 1.200.000, mã số 78, không lỗi lầm. Rồi, có một cái đó thôi. Rồi tiếp theo lên cái áo mưa. Áo mưa 3 độ C, màu xanh navy nha các bác. Xanh navy cũng hàng xưa luôn. Túi nó xuyên vào bên trong nha, và một cái túi là ngăn ở đây nè, một cái túi chính nè, và một cái ngăn là sọt vào cái túi áo bên trong, trong trường hợp cái bác mặc áo bên trong bác lấy đồ. Rồi, lớp nhựa PVC bên trong còn ok, không dợp gì hết nha các bác, không dợp nha. Trong hai lớp đây, tên ký hiệu của nó đây, cái này hàng cấp phát đấy các bác, cấp phát lính Mỹ nha. Để em coi. Ủ sai đẹp này, 36 sọt. Để em coi cái giấy khai sinh của nó đây. Ủ sai, sai đẹp nha các bác, sai nhỏ, 36 sọt, chuẩn cấp phát lính Mỹ 565 ha. Central MFG đời 65 nha. Đó, thì em hay giải thích ha. Đó, cứ các bác cứ nhìn đế ra một, mà bên sau nó không ghi hai con số của năm sản xuất, thì nó mặc định nó là đời 65 nha. Và hợp đồng của nó là 8202, 4 số hợp đồng. Chuẩn cấp phát lính Mỹ 565. Đó, thường em cũng hay giải thích lắm, thì các bác coi các bác có thể mình nắm bắt được. Nên nhiều khi các bác, em hay nói, nhiều khi các bác cứ kêu sao hay lên nói này nói kia đó. Nhưng mà các bác chơi lâu rồi các bác biết, nhưng mà em thường em nói cho một số bác mà có thể mới chơi ha, có thể mới chơi không, mình không có nắm được, thì đây DSA. DSA 1 ha, đời 65. Nhà thầu Central MFG, chuẩn cấp phát đến Mỹ 565 nha các bác. Rồi. Ok. Ok ha. Rồi còn đồ mới cao nha, cái này bụi bụi thôi, bụi bụi thôi nha. Cái này áo mưa nha các bác, chất vải của nó đây, màu xanh than nha, xanh đen. Rồi, mình còn ok hết nha. Độ mới cao nha các bác. Độ mới cao. Đời 65.
màu xanh đẹp, lỗ thông hơi. Nó mấy cái này nó bụi thôi chứ còn lại nó mới lắm nha. Cái này bụi đất nè các bác thấy không? Đó, em để sát để các bác nhìn. Cái này là bụi đất nha, bụi đất nha các bác. Cái này về xịt nước cái là sạch thôi chứ còn lại là không lỗi lầm. Em kiểm tra kỹ hơn chút. Rồi, ở phía sau là có lỗ thông hơi đây nghe các bác. Thường áo mưa là cái đô này nó hở này để nó thông hơi, bên trong lớp lưới để thông hơi. Áo mưa 3DC chuẩn cá phát lính Mỹ 565, không lỗi lầm tì vết nha các bác. Độ mới cao nha, cái này độ mới cao, nó chỉ bụi thật. Về các bác vệ sinh xịt sơ cái là em là ổn nha. Rồi, dòng đơn giản đây các bác, dòng này đơn giản, cài chìm, nút cài chìm, một nút hàng giữa cài chìm thôi, rất là lịch sự ha. Ok, size nhỏ này. Các bác 1m7 đổ lại ha, như em mang vừa y. Thường nó size 36 là nó nhỏ đó các bác, nhưng mà thường áo mưa áo 3DC thì nó may rộng hơn chút để mình mang nó thoải mái, hoặc là mặc cái áo bên trong các bác. Mình mặc áo trong mặc phát ra bên ngoài nó trừ hao một chút. Rồi, các bác từ 60 đến 70 kg ha, 60 đến 70. Còn các bác từ 70 đến 75 thì áo trong bên trong mặc áo mỏng thôi thì ha. Mặc áo thun sơ mi thì mặc bên trong được. Còn mặc áo khoác thì 60 đến 70. Ô, cái này không có gì để chê các bác. Không lỗi lầm nha. Áo mưa 3DC màu xanh than. Nút cài chìm kiểu đơn giản thôi. Rồi, cầu vai, cổ bẻ 1.400.000. 1.400.000. Size này cũng nhỏ nha, size này cũng phù hợp rất nhiều bác nha các bác. Vai 49. Tay 60. Hàng xưa nha các bác. Giá trị sưu tập nha. Dài 108, không tì vết. Mã số 79, 1.400.000. Cái này nó là áo mưa nhưng cái vải của nó giống như vậy dù á các bác, cho nên các bác mang đi chơi cũng được nha, đi ăn cổ, đi chơi hoặc không cũng ok nha, chứ không nhất thiết là phải đi mưa đâu nghe các bác. Giống cái áo hồi nãy cũng vậy. Rồi, màu xanh. Ok. Tiếp theo em lên áo 3DC đi. Em lên thêm vài áo 3DC. Cái này thì áo ấm thôi, không phải là áo mưa nha. Chắc em lên một hai cái nữa, hơn một tiếng chưa các bạn. Rồi, 58 phút rồi. Rồi, màu xanh đen. $16 là bao nhiêu ta? Cái này các cửa hàng nó bán đồ lính nó cũ á các bác. Những cửa hàng bán đồ cũ ở bên Mỹ nha, nó bán giá, nó đang để giá này. 16.99 ha. 16.99. À 15.99 là tương đương $16. 16 nhân 24 là nhiêu? 240. 350. 240. $400.000. 16 đô, 400.000 ha. Rồi, ok các bác. Ok. Rồi, vừa size em luôn, 65 đến 75 kg. Rồi, 1m66 đến 1m74. Ok, màu xanh đen nha. Chất vải cũng bóp lên đây các bác, đai tăng giảm nó còn đầy đủ nha. Thường mấy cái này nó hay bể, lý do nó ép kiện chặt các bác, mấy nút nó cứng là nó bể. Các bác lấy thì em sẽ này, nút dự phòng. Nút dự phòng còn hai hộp. Này bể một hộp. Này bể hai hộp lần các bác. Bị thiếu một hộp. À đây, rồi. Có các bác. Đây, lấy hộp trong này. Đính ra ngoài này ha. Còn ở trong này mà lấy hộp khác được tại bởi vì nó ở trong. Rồi, và một hộp đây là đính ra đây. À. Rồi. Đó vậy thôi.
là nó bể hai hột đó thôi, đúng không các bác? Nó lấy hột trong này đính ra ngoài, còn ở trong này là gài nút phụ nè, cho nên mình lấy hột khác mà đính được, hoặc là lấy hột này đính lên được nhỏ hơn không sao, còn hột này dự phòng đính lên đây. Rồi ok, nút cài chôm nghe, hai hàng nút. Rồi độ mới 96%, không lỗi lầm, còn cả lót luôn nha, full lót luôn nha các bác, lót tháo rời được nha, trong này nó có cái nút gài mà nó tuột ra đó, đây nè, nó có cái nút gài này. 96% nha, màu xanh đen, chiếc vải bóp liên nha các bác, chiếc vải đây, màu ngoài nó đậm hơn trong hình chút. Rồi và size 40 regular, size đẹp luôn, đời 99 nha, chuẩn cấp phát lính Mỹ 599, SPO 100, đời 99 ha. Rồi full lock nha, lock các bác tháo rời được, lock tháo rời được, khóa IKK, khóa nhôm nha. Rồi độ mới 96%, khỏe đây. Rồi các bác lấy về đính nút giùm em ha. Cái nút đó thì nó ấy là về chỉ dời hột nút lên thôi. Rồi full lock, không lỗi lầm, còn cả lót luôn nha các bác, nó mất cái đai, mất cái dây đai này, em bán 500.000, 500.000. Rồi vai 47, tay 64, không lỗi lầm nha, độ mới cao nha, 96%, dài 104. Này bụi thôi, bụi đất thôi, bụi thôi nha các bác. Rồi bỏ cái sập này nha. Ok, 500.000, mã số 80. Rồi à, có bác dặn cái áo 16 nè, đây ba đi xì xám để đâu hết được. Cái này các bác lấy em tặng, nhưng mà em xin phép là được giữ lại nút nha các bác. Cái này áo cũng còn độ mới cao đấy, nhưng mà nó lỗi size 44L, cái này các bác từ 80 đến 90 kg à, hoặc 78 tới 90. Rồi cao này 1m7 trở lên, nhưng mà cái này thì đúng ra em tặng cả áo cả nút luôn, lấy lại nút thì nó hơi kỳ, đây nó bị lỗi cái cổ này các bác. Chiếc vải bóp linh nha các bác, về lấy vải cũng được, về lấy vải may đồ cũng ngon nha các bác, này đủ may cái áo túi chéo đấy à, vải bóp linh luôn đó nghe các bác, đây này nó lỗi đây thôi, nó lỗi cái này ha, về các bác dời cầu vai ra đây hoặc là tấp cổ lông lên thì mặc được. Cái này sĩ quan đó nghe các bác, đời 70 nè. Rồi nhưng mà cái này bây giờ em tặng các bác về lấy vải nha các bác, lấy cái áo này về các bác đủ, nếu mà đưa cho thợ họ may là đủ may được cái áo túi chéo đấy, nhưng mà em tặng các bác, nhưng mà em xin phép giữ lại bộ nút nha, bởi vì có một số áo thì em bị mất cút nút, cho nên em giữ cái này, nhiều khi em để dự phòng em thay vào đấy các bác, cho nên em tặng các bác là tặng vải thôi, tặng cái áo ha. Về các bác mà về các bác muốn mặc thì các bác có thể báo em gửi kèm một bộ nút khác màu đen thì có ha, thì về các bác khâu giùm em, để em xin phép gỡ cái nút này ra và em tặng cái áo này ha. Rồi các bác lên cho em mã tặng nha, mã 81 tặng nha các bác. Cái này vải còn mới lắm, màu xám nha, nó tức là xám mà xám lam á, xám mà hơi lam lam á các bác. Vai 52 nè, vẫn phải đo cho các bác, dài 66, tay 66 và dài 123 được. Đó, em tặng các bác có đơn nha,
có đơn chốt cái mã này em gửi kèm luôn, mã số 81. Bác nào có đơn chốt cái này em gửi kèm chung luôn nha các bác. Và em xin phép gỡ cái nút ra nha. Đó, cái này như bữa hôm có mấy cái em lên mà nó bị bể nút, nên là nhiều khi cần đấy các bác, em gỡ cái này ra để em dự phòng. Rồi em lên cái nữa. Rồi cái này màu xanh mực các bác, cũng ba DC vải bóp linh luôn, màu xanh mực nha, hàng chuẩn cấp phát hết đó nha các bác. Này đời 70 luôn, size medium nha, tương đương 38-40, chuẩn cấp phát lính Mỹ 570. Rồi màu xanh nha, dạng xanh mực đó nha các bác, xanh đen, xanh xanh mực. Rồi ok, cũng bể một nút rồi, nó hay bị bể lắm, này tút trên cổ thôi. Rồi cái nút dự phòng nó bị bể hụt trong này nữa, thì nó ghi cái tên của nó ha, tên lính ở bên trong ha, cái này bên trong không vấn đề. Cổ thì nó có hơi có nếp một hơi phai phai nhẹ nhẹ này. Cũng mờ thôi nghe các bác, cái màu nó hơi xanh mực á các bác, xanh mực nha. Rồi độ mới cũng còn khá nha, 90%. Rồi, dưới 90 thôi, dùng tay rồi cũng chưa hứa rách vậy đó, nó hơi mài mài phai phai màu tí thôi. Rồi đai rồi còn đầy đủ, bút nịt thì các bác lấy thêm mình sẽ đính nút vào cho các bác nha. Rồi nút thì nút bị bể mấy hộp, nút này không biết có hay không, các bác lấy thì em thay, còn không có thì em gửi kèm bộ nút khác. Rồi ok. Rồi size từ 62 đến 72 kg. 1m66 đến 1m76. Ok. Đây này, giờ còn ha mà nó bể cái này. Rồi, cái này em bán 300.000. 300.000 đi. Cái này thì chắc em bao cái ấy thôi. Em bao cái bút nịt cho các bác thôi nha. Còn cái nút này em sẽ gửi kèm một bộ nút khác, nó tương tự thôi chứ nó không giống vậy đâu nha. Em gửi kèm trong túi về các bác tự khâu giùm em. 300.000. Còn ok, không rách lủng nha. Cái này nó một lớp thôi. Dòng này nó không có lớp phụ đâu nghe các bác. Một lớp ở trên này nó hai lớp. Đời 70. Độ mới còn 90%, trở xuống. Vai 48. Không rách lủng nha. Tay 64 và dài 116 các bác, 300.000, mã số 82. Rồi em lên cái này em nghĩ cũng 3 rồi suy luôn, nút cài chìm. Này nó tháo lót rồi, nó không có lót nha các bác, lót này nó tháo rồi. Và chuẩn cấp phát lính Mỹ nha, đời nhà thầu Central MFG, đời bao nhiêu đây, đời đâu rồi, này không thấy gì đời các bác, không thấy gì đời, size 16 rồi, nhà thầu Central MFG nha. Cái này thì nó đúng là hàng cấp phát đấy, không thấy ghi đời. Đây nó ghi cái tên, nó in cái tên lính như này. Rồi lấy cho luôn, không biết đời như. Rồi ok, không thấy đời nghe các bác, tôi bán hàng thương mại cho nó nhanh. Chứ cái này theo em là hàng cấp phát đấy, nhưng mà không có đời là cứ quy vô hàng thương mại cho nó nhanh các bác. Mà giờ có thương mại hay cấp phát giá đấy, dòng này em bán giá là như nhau thôi. Rồi nút cài chìm nha, nút cài chìm nha các bác. Rồi chiếc vải cũng bóp linh, màu xanh đen đậm nha chứ không phải đen đâu. Rồi các bác cao từ 1m68 đổ lại, nặng từ 62 đến 72, 75kg, 63 đến 75kg. Ok, đơn giản thôi, nó cài chìm vậy thôi. Rồi lịch sự, đơn giản.
À, bác nào thích phong cách đơn giản lịch sự chốt con này, đồ mới 95%. Nó màu xanh đen đậm nghe bác, chứ không phải màu đen, chiếc vải bốc lên đấy. Nút nó cài chìm nha, cài chìm bên trong. Rồi. 400.000. 400.000 nha các bác. Nó mất cái lót. Mất cái lót bên trong. Điểm coi còn cái tem nào. Cái này đúng là hàng có phát chứ, đâu có lầm được. Được, nó ghi số hợp đồng đấy thôi, không thấy ghi đây. Rồi em bán 400.000 nha, của thằng hãng Central NFC. Còn ok nha, không lỗi lầm nha các bác. Cái dòng này nó không có dây đai nè, dòng gài giữa nên nó không có đây nè. Rồi vai 45. Vai 45 tây 59. Cái này nó một lớp này dễ mang các bác. Trời mùa thu mang cũng ok nữa. Mùa đông thì mình có áo khoác bên trong. Dài 109, 400.000 mã 83. Rồi. Rồi em lên như đây thôi các bác. Và cũng hơn một tiếng rồi các bác. Và em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi. Nếu như các bác ưng ý được mã nào thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145965. Em ship hàng toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra, thanh toán nha các bác. Rồi, và hàng em báo đúng như mô tả ha, không phát sinh thêm lỗi khi các bác nhận hàng. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác vào video tiếp theo. Tối mai nếu mà sắp xếp được thì em sẽ lên nha các bác, còn nếu không thì em xin phép được nghỉ một vài ngày, có thể em bận thì em sẽ nghỉ vài ngày nha các bác, còn nếu mà sắp xếp được thì tối mai em sẽ lên. Rồi, và xin chào và hẹn gặp lại các bác. Xin chào.